Mến chào cô chú anh chị các bạn, hôm nay em có mặt trên đường qua Lạc Hồng. Đây là dòng sông của Bến Tre. Hôm nay một đoạn video cô chú anh chị cùng xem. Đây là dòng sông rất là rộng lớn các bạn, cũng có xà lan đi nữa nhưng mà ít hơn kênh Chợ Gạo các bạn. Dòng sông này cũng rất là rộng lớn các bạn. Dòng sông này cũng về Dàm Kỳ Hôn và về dưới sông Chợ Gạo của em cũng được, nói liền về Long An cũng được các bạn. Dòng sông rất là lớn luôn, của về đi rất là nhiều hướng các bạn. Và đây là đò của Tân Phú Đông các bạn. Đây là đò chiều các bạn, chạy rất là lẹ luôn, rồi tạt nước luôn. Đây là một chiếc xà lan đá các bạn. Xà lan đá này đang chạy về cầu Rạch Miễu các bạn. Dòng sông này rất là lớn rồi các bạn. Xà lan đá này đang chạy về cầu Rạch Miễu các bạn. Thì có một cái nghi nghe nhỏ chạy rất là lẹ các bạn. Là ấy nên chuyển qua Lạc Hồng các bạn, ở Mỹ Tho, Tiền Giang các bạn. Đây là vào buổi chiều các anh chị đi vui chơi rất là đông luôn và tập thể dục xung quanh. Chú thì tập thể dục vào buổi chiều các bạn. Bây giờ nó hút nước rồi mốt bão tới nè. Hồi với thầy May, May thầy mua hồi nhỏ mình học đấy. Đây là bến đò trên Mỹ Tho các bạn. Nhưng mà
rồi thì đưa qua Tân Phú Đông các bạn, rất là đông vào buổi chiều luôn. Mỹ Tho này dòng sông Bến Tre này có nhiều ghe nhỏ chạy lẹ các bạn. Nay vào buổi chiều trên vườn hoa lạc hồng rất là nhiều anh chị đi chơi và các bé đi chơi các bạn. Anh này tập thể dục. Nhìn cái rất là lẹ luôn các bạn. Đây là trong vườn hoa lạc hồng ở trên Mỹ Tho, Tiền Giang các bạn. Chiều rất là vui luôn. Các cháu và các anh chị đi tới đây vui chơi. Lên vườn hoa lạc hồng vào buổi chiều rất là vui các bạn. Đây là đò của Tân Phú Đông qua lên Mỹ Tho các bạn. Một chiếc ghe chạy xoáy nước rất là lẹ luôn các bạn, đang chạy trên dòng sông của Bến Tre các bạn.
video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của em.